Chào mừng các con, rất vui khi gặp lại các con trong tiết học này. Đến với môn âm nhạc khối lớp 2 hôm nay, cô xin được giới thiệu, cô tên Nguyễn Thị Thu Hạnh, giáo viên trường tiểu học Trăng Tân Khương. Và năm nay cô sẽ phụ trách môn âm nhạc của lớp chúng ta. Lời đầu tiên, cô xin gửi tới lời chúc sức khỏe đến quý phụ huynh cùng các em nhỏ. Cô mong rằng chúng mình sẽ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nhé. Thời gian này, do dịch bệnh kéo dài nên chúng mình sẽ tạm xa trường, xa lớp và xa bạn bè. Cô hy vọng chúng ta ở nhà phải biết vâng lời ông bà, cha mẹ và học thật ngoan nhé. Và mở đầu tiết học hôm nay, cô sẽ mời các con sẽ quan sát lên bộ sách giáo khoa lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Và trong bộ sách này gồm có những nội dung gì? Mời các con sẽ quan sát. Đầu tiên, trang đầu tiên của bài thì trong sách này gồm có 8 chủ đề. Chủ đề 1, rộn ràng ngày mới. Chủ đề 2, nhịp điệu bạn bè. Chủ đề 3, vui bước tới trường. Chủ đề 4, thiên nhiên tươi đẹp. Thì mỗi chủ đề này thì thường được học 4 tiết. Sau khi ta học xong 4 chủ đề này, có 2 tiết ôn tập cuối học kỳ 1. Sau đó ta chuyển sang học kỳ 2. Chủ đề 5, mùa xuân hân hoan. Chủ đề 6, lời ru yêu thương. Chủ đề 7, giai điệu quê hương. Chủ đề 8, vui cùng âm nhạc. Và khi ta học hết các chủ đề này thì ta có hai tiết ôn tập cuối năm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề 1, rộn ràng ngày mới. Tiết học đầu tiên của chúng ta đó là tiết học khám phá. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ khám phá những gì? Và trước khi các con muốn biết ta khám phá gì, các con hãy quan sát lên màn hình. Và các con thấy không? Đây là một cái bức tranh. Bây giờ các bạn thấy bức tranh này đang nói về là buổi sơn ca đi nghe hòa nhạc. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ khám phá bản sơn ca đi nghe hòa nhạc như thế nào. Nhưng chúng mình không có đi cùng bản sơn ca được thì chúng mình sẽ ở nhà và nghe hòa nhạc cùng bản sơn ca nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu lên đường với bản sơn ca nhé. Sáng mai vừa thức dậy, sơn ca nhìn lên bầu trời thì trong xanh và cao, rất là mát mẻ. Sơn ca lại được đi nghe hòa nhạc cùng các bạn. Lúc này trên đường đi đến, đầu tiên sơn ca đến, sơn ca thấy một bạn đầu tiên mặc một cái áo đỏ. Cái bạn sơn ca mới hỏi: "Bạn này tên là gì?" Thì các bạn sẽ thay bạn sơn ca mà các bạn sẽ trả lời coi: "Bạn này là tên là gì đây? Bạn này là dít trụi đó các bạn." Như vậy Sơn ca mới thấy giấy trụi cầm cái gì trên tay. Giấy trụi đang cầm một cái đàn trên tay, gọi là cái đàn này gọi là cái đàn cò đó các bạn. Và chút nữa cô sẽ cho các bạn khám phá những cái âm thanh của từng từng tiếng đàn này như thế nào, là lát nữa chúng ta sẽ nghe. Và tiếp tục Sơn ca sẽ bay vào trong tiếp. Và Sơn ca sẽ gặp một cái bạn thật to, và bạn được phân công cầm một cái đàn cũng thật lớn. Và bạn Sơn ca hỏi cái bạn to này: "Bạn này tên là gì?" Thì các bạn trả lời dùng với bạn sơn ca nào. Bạn này đang đứng ở giữa này, người ta gọi bạn này là bọ cánh cứng đó các bạn. Và bạn hỏi là: "Bạn đang cầm cái gì?" Thì bạn này đang cầm cái gì đây đây? Cô sẽ thay bạn sơn ca và trả lời nhé. Bạn này cầm cái đàn. Cái đàn này có tên là gì? Thì cái đàn này có tên gì các con biết không? Thì đây gọi là cái đàn nguyệt đó các con. Bạn trả lời: "Đây là cái đàn nguyệt." Tiếp tục như vậy bạn Sơn ca bay tiếp vào trong. Bạn Sơn ca thấy cái bạn mặc áo xanh. Bạn Sơn ca hỏi: "Bạn này tên là gì?" Thì bạn mới hỏi tiếp là bạn này mới trả lời sao? Các bạn trả lời dùm đi. Bạn này trả lời: "Tôi là Châu Châu. Châu Châu đang cầm gì trên tay?" Thì thế Châu Châu đang cầm gì trên tay đây? Châu Châu đang cầm trống và dùi, để bạn Châu Châu này được phân công là đánh trống. Tiếp tục Sơn ca lại bay vào trong nữa. Sơn ca thấy cái bạn đang cầm áo, mặc áo vàng với chấm đen. Sơn ca hỏi: "Bạn này tên là gì?" Thì bạn này trả lời: "Tôi là Chú Ong. Chú Ong đang cầm gì trên tay?" Thì chú Ong cầm gì các con trả lời giùm nhé. Chú Ong đang cầm cây sáo. Và tiếp tục Sơn ca lại bay vào vườn. Xuống vườn Sơn ca gặp một bạn mặc áo xanh. Bạn lại hỏi: "Bạn này tên là gì?" Thì bạn mới trả lời: "Đây là bạn gì các con?" Bạn này tên là Chuồn Chuồn. Và Chuồn Chuồn đang cầm gì trên tay nè? Chuồn Chuồn đang cầm cái thanh phách. Và Chuồn Chuồn được phân công nhiệm vụ là cầm thanh phách. Lúc này Sơn ca lại bay qua một cái khu khán đài trước.
À, khá đài trước bạn mới thấy bạn này tên là gì, lại hỏi tiếp và chúng ta thể thay bạn này trả lời. Bạn này là chú gì đây? Chú ếch. Và chú ếch làm nhiệm vụ cầm gì này? À, chú ếch này là ca sĩ đang còn đứng hát trên khán đài. À, các bạn này đứng dưới và hòa nhạc cùng với chú ếch đang hát. Như vậy bạn Sơn Ca hôm nay đi coi khám phá được tất cả những nhân vật ở trong trong buổi hòa nhạc này rồi. Bây giờ các bạn sẽ nghe cái âm thanh của tiếng đàn cò đầu tiên nha. Và tiếp theo khi âm thanh đàn cò này xong thì đến âm thanh của đàn nguyệt và tiếng trống đệm theo, rồi đây tiếng thanh phách để gõ đệm theo cho các bạn này đàn, tiếp tục là tiếng sáo nha. Bây giờ mời chúng ta bắt đầu thứ tự là đàn cò trước à. Hòa nhạc có vui không nè? À, một buổi hòa nhạc rất là vui nha các con. Như vậy ở nhà các con có những cái dụng cụ gì các con sử dụng được phát ra âm thanh thì chúng ta cứ thực hiện nha, như tập theo buổi hòa nhạc của các bạn. Và cô sẽ giới thiệu tiếp theo là cái giai điệu ta vừa nghe, đó là bài hát Ngày Mùa Vui dân ca Thái đó các con. Và hôm sau chúng ta sẽ học cái bài hát này nhé. Và tiết học của các bạn Sơn Ca đã đi về xong, kết thúc bạn Sơn Ca lại tiếp tục bay về và bạn Sơn Ca sẽ đi hòa tấu trong buổi vui nhộn. Nhưng mà bạn Sơn Ca đến đến bạn Sơn Ca hòa tấu được, nhưng mà mình đây không có hòa tấu do mình không có đến trường đến lớp được, thì do đó mình không có nghe được những cái âm sắc của cái saxophone và cũng không nghe được cái âm sắc của triangle và trống con này. Nhưng mà ở nhà các con có thể thay thế những cái âm thanh khác của những cái vật khác, các con cứ gõ giống như những cái tiếng kêu tu 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 và keng keng keng, tùng tùng tùng, các con cứ làm như vậy ở nhà nhiều lần nhé. Như vậy tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Ở nhà các con sẽ cùng khám phá với bạn Sơn Kha để tiết sau chúng ta sẽ nghe lại cái giai điệu của bài hát Ngày Mùa Vui này. Chúng ta sẽ học bài hát hàng ngày mùa vui nhé. Và cảm ơn các con đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Thân ái chào tạm biệt các con.